chưa Anh chưa luyện bao lâu cái môn này rồi? 5 năm rưỡi rồi. 5 năm rưỡi. Có nghĩa là nằm cả ở trên những cái bãi cát mà buổi nắng luôn. Ừ, có thể là đưa tay ra Vũng Tàu là tụi nằm cũng được, nó Nói không chung là sợ. chỗ nào mà nắng nóng nhất là anh sẽ nằm. Mấy cái chỗ đó nó mới đỉnh. Mà càng nóng thì càng sướng. Mà Nhưng càng nóng giờ thì mà càng đã. được ra sa mạc hưởng thụ 47 độ mới phải. Ra đó À. đứng phơi thôi, khỏi nằm. Nó vô nổi, quýnh quýnh cho nó dội vô không à. Mình nên Ba thử cái nhẹ nhìn trước còn. nha anh em. Vô, trời ơi, nhẹ hơn anh Phú nhiều. Thôi rồi, vậy là chết rồi. Anh Phú 10, anh có 5 hả? Mạnh lên. Trời ơi, đã quá. Bảy cái nữa coi. Trời ơi, ba cái. Vô, nghe không? Các bạn thân mến, hiện tại Hoàng đang có mặt ở Cần Giuộc, Long An. Thì mấy ngày vừa qua có lẽ là cô chú anh chị và các bạn xem ở trên những cái trang YouTube, fanpage phát hiện một cái người đàn ông rất là lạ trước mắt cô chú anh chị. Đây là anh Cò. Anh có một cái sở thích rất là kỳ lạ. Thì giữa trưa trời nắng, anh ra nằm ngoài đường như thế này. Con đường này là một con đường cùng, xe cộ không có qua lại. Đây là các bạn, đây là một con đường cùng nha, không có ai qua lại. Thì trưa cứ 11, 12 giờ trưa thì anh lại đến đây nằm như thế này nè, để mà phơi nắng cho cái da thịt của mình nó thành là mình đồng da sắt luôn. Thì hiện tại bây giờ là trưa rồi nè, trời đứng bóng rồi, 11, 12 giờ trưa các bạn cũng nhìn thấy mặt trời nắng chang chang luôn. Nhưng mà hiện tại anh Cò anh nằm như thế này nè. Nếu mà đối với một cái cơ thể bình thường, các bạn 12 giờ trưa mà mọi người ra nằm ở cái đường nhựa thế này, trong vòng khoảng chừng 3 đến 5 phút thôi, cái lưng của các bạn có thể là bị phỏng, dợp da hết luôn. Còn anh Cò có thể là nằm từ bây giờ cho đến tới chiều luôn. Đó là một cái khả năng rất là kỳ lạ của cái người đàn ông này. Bây giờ xin mời cả nhà cùng Hoàng lại gần anh Cò để tìm hiểu xem cái khả năng của anh Cò như thế nào nha. Ngủ luôn rồi. Phê á hả? Rồi, anh ấy nói bây giờ là đang phê quá. Anh nói gì? Đang phê. Không muốn nói chuyện á hả? Có nghĩa là phê quá mà không có muốn luôn nói chuyện, là biếng luôn, giống người đang sung sướng á. Giống người đang sung sướng hả? Ờ, nhìn các bạn nhìn thấy ở bên xung quanh chân anh này cũng như thế là những người anh mà tắt tiếp giáp với cái nền đất thì mồ hôi đang chảy này các bạn. Các bạn nhìn thấy để Hoàng sẽ dở cái chân của anh Cò lên cho các bạn xem nha. Ôi ơi, mồ hôi nó ra nè. Anh có thể ngồi lên chút xíu. Tay tay nè, đang nhiều nước nè, quay vô nè. Anh có thể nước. Nhưng mà chưa đã, cả anh tiếng nữa bắt đầu nước mới giữ. Vậy anh cứ nằm đi, anh nằm xíu nữa đi. Mới đã, cái này là cái nhận nó mới chơi da thôi. Ôi. Cái này mới nhấp nháp thôi đúng không? Cái đầu gối anh em mình mặc quần nè. Mà quỳ xuống cái quỳ xuống mà còn chịu không nổi nè. Anh Cò nằm đây lâu chưa? Nãy giờ khoảng 20 phút. Cũng gần nửa tiếng rồi. Mà nằm đến 3 giờ chiều mới về. Thật sự nếu mà cơ thể của mấy anh em mình bình thường nằm trong vòng khoảng chừng 2-3 phút thôi là cái lưng của mình nó sẽ bị phỏng lột da luôn. Có áo cũng được nữa, có áo nằm luôn, cứ chịu nổi nữa. Chắp một lớp áo luôn á. Đó là một điều kỳ lạ của ông anh này, mọi người cũng nhìn thấy. Mình đi lòng bàn chân là mình đã chịu không nổi rồi, huống chi là nằm mang giới đi. Dạ mang giới mang chịu mang giới chịu cũng không nổi nữa. Lột dài ra mà còn giới. Tại vì cái đầu gối mà mình quỳ xuống dưới đường thôi là mình đã chịu không nổi rồi. Hiện tại bây giờ thì mình đang đi đôi giày các bạn, nhưng mà cái đế nó hơi mỏng mà thực sự là mình thấy là nó muốn phỏng chân luôn á. Chứ sao nó phang mà. Còn cái ông quần jean, ông đầu gối ông quần jean hả vậy? Mà sao nó vô nó nóng nổi. Rất là nóng luôn, tại vì cái đường nhựa này nè, cái buổi trưa 12 giờ như thế này á, cái đường nhựa nó hắt lên rất là nóng. Mà một cái cơ thể bình thường mà anh nằm không có mặc áo luôn. Nó đang tiếp thu mà. Đang tiếp thu giống rằng đang hút năng lượng từ mặt trời xuống người á. Bữa nay nắng như vậy là đủ đô chưa? Không. Chưa nữa hả? Chỉ có tháng 2 mới đủ đô. Có nghĩa là lúc nào mà thời điểm nắng nhất thì nó mới đủ đô. Tháng 2 mới được. Một ngày là anh Cò nằm khoảng mấy tiếng? Một ngày mà có mặn thì mà nằm cỡ 20 tiếng. Còn không mặn nằm 6 tiếng luôn. Ăn xong nằm. Ăn xong đậu á, không ai mướn hoài. Rồi ba cái chai nước này khi mà anh nằm anh khát nước là anh sẽ uống ba chai nước này. Anh nằm trên đường nhựa này á là cảm giác sướng nhất chưa anh? Hay là anh nằm trên những cái vị trí nào thì nó lại sướng hơn? Sướng, nhựa mới sướng. Đường nhựa này là sướng nhất rồi hả? To là nó đâu có tăng bằng.
tôi nó nãy thấy ông nằm kìa. Nằm nó đâu có bằng, nó có sống mà. Ông này nằm đã đó. À, ba chai nước á, là lần trước anh có nói á, là ba cái cây đèn cầy. Là anh tượng trưng cho ba cây đèn cầy á anh Tiến. À, là sao lại tượng trưng cho ba cây đèn cầy? À, con không biết ý nghĩa của anh. Thì hay nằm giấc trưa này lắm, mà theo tâm linh thì giấc trưa 12 giờ là ta cử người ta không có nằm, nó giấc chỗ vậy. Dung linh nó bắt chết. À. À, anh không có sợ. Anh còn để tượng trưng ba đèn cầy nó chống nó lại vậy đó. À. Rồi anh cúng cho những cái vong linh ở đây luôn. Ừ, chống lại luôn, không có sợ chết. Chống lại luôn. Có nghĩa là ba chai nước để tượng trưng cho ba cái đèn cầy. Ừ. Và cái thời gian buổi trưa là cái thời gian âm khí linh nhiều nhất đúng không? Ờ, tâm linh không có nên. Ba chai nước thì giống như là cúng cho các cái vong linh. Ờ, lúc này nó vắng lắm, lúc trưa nữa. Làm đúng hình chữ thập luôn này. Ừ. Tức là anh cho cái diện tích cơ thể anh là tiếp xúc với cái mặt đường nhiều nhất có thể. Vậy là mình phải giang tay giang chân như vậy thì tiếp xúc được nhiều đúng không anh? Nó mới đã ừ. À. Mà có một điều lần trước anh chia sẻ vậy nè anh Tiến, tức là anh cò rất là khoa học nha. À. Uống là uống nước khoáng nha. À. Tức là không uống nước tinh khiết bình thường tại vì nó không bù khoáng được. Tại vì anh là mất nước cực kỳ nhiều luôn. Mất dữ lắm. À. Thậm chí là cái môi của anh tái lại luôn á, cho nên là anh phải uống nước khoáng. Nó mới đủ nó bù á anh Tiến. À. Rồi anh ăn trái cây rồi nữa. Chuối, B6 á, kali. Chuối là có kali. À, chuối là có gì anh? Có kali với B6. Cali, rồi anh B6. Ăn trái gì nữa? Cam có kali luôn. Cam có kali, vitamin C, tăng trực, trường sức đề kháng, canxi luôn á, cứng xương. Nhưng mà làm sao anh biết được những cái kiến thức đó? Thì cái đó thì mình theo dõi bên bác sĩ đó, anh chỉ. Cam. Anh là một người cũng có em hiểu về sức khỏe đó. Cái đó học hỏi thêm. Anh có khoa học đúng không? Ừ. Ờ, cái môn phái mà hiện tại anh cò đang luyện này, mình có đặt cho nó là một cái tên là môn phái gì không anh cò? Cái này chưa có kiếm cái tên đẹp đẹp. Chưa. Anh luyện bao lâu cái môn này rồi? 5 năm rưỡi rồi. 5 năm rưỡi. Ngoài cái luyện cái môn mà nằm giữa trưa ở một cái nơi mà đường rất là nóng như thế này á, thì anh còn luyện những cái nơi nào nữa không? Thì cũng có mấy chỗ khác, cũng nhựa anh về mà chỗ khác, về đường Đan. Những cái nơi có lẽ là nó nóng hơn đây phải không? Ừ. Có thể là cát đâu cũng được. Anh cò nói lớn giùm tụi em chút xíu anh cò. Có nghĩa là nằm cả ở trên những cái bãi cát mà bụi nắng luôn. Ừ, có thể là đưa tay ra Vũng Tàu rồi tụi nằm cũng được. Nói chung là chỗ nào mà nắng nóng nhất là anh sẽ nằm. Ừ. Cái chỗ đó nó mới đỉnh. Mà càng nóng thì càng sướng. Ừ. Nhưng mà càng giờ mà được ra sa mạc hưởng thụ 47 độ mới phái. À. Ra đó đứng phơi thôi, khỏi nằm. Vậy là giống kiểu đang mơ ước được ra sa mạc. Mà dễ gì ra được Amazon Mỹ á. À. Là nóng nhất 47 độ. Châu Phi. Phải chinh phục ra đó là mới được. À. Mình đâu có tiền đâu ra. Có nghĩa là mơ ước đi sang Châu Phi để phơi nắng à? Ừ, phơi đấu với mấy ông kia thử coi. À. Đầu trần vậy luôn. Còn mấy ổng cho mặc áo cho dù. Đứng chừng chút à. Cái này lớn ngớ là lập kỷ lục Guinness đấy nhỉ. Ừ. Nếu mấy ổng đứng cho dù không nổi mà tôi đầu trần. Dạ. Từ lúc mà anh luyện tập như vậy á thì một năm anh bệnh bao nhiêu lần? Không có chia, không có bệnh luôn. Không bao giờ bệnh. Đợt dịch cúm là khỏi chích luôn. Phải là từ hồi mà luyện đến giờ mình, là chưa bệnh là nào? Mình không chích á, là công an nó quần chứ bộ, nó bắt mình phải chích á, mà trốn luôn á. À. Đã nhất định không chích thử coi nó làm sao. Mình thí nghiệm thử coi mình sao, có vượt qua được không, vượt qua luôn. Anh dám đem cái bản thân của mình ra để thí nghiệm với lại mạng sống luôn. Trời ơi, căng lắm bụ. Đợt đó mà ai không chích đâu được. Rồi đã nói chính phủ ra lệnh mà ông nói ông trốn ở đâu. Trưởng ấp nó cũng lôi ông ra chích rồi. Đã người ta 4 mũi mà anh không có mũi nào sao được. Nói chuyện trời đất nữa, anh sống mẹ coi pháp lực không ra gì vậy. Không có mũi nào luôn đó. Anh nói là cái nắng này á, là nó cho anh cái lợi ích như thế nào? Thì nó tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường dữ dội luôn. Tăng cường sức đề kháng mà nó diệt tế bào ung thư hết luôn. Nó trị nhiều bệnh lắm. Mà theo bác sĩ khuyên á, thì ví dụ như con nít hoặc là mình á, thì nên đi nắng sáng thôi. Vậy. Tức là lúc cái cường độ nắng nhẹ nhất mới có vitamin D. Không, như vậy thì có tia UV. Sai lầm. Ừ, cái tia UVB mới tốt. Không, đừng có bác sĩ là sai rồi đó. Tại tôi chứng minh 5 năm mấy rồi, nếu mà tôi ung thư da là tôi sẽ bị rồi. Nếu mà không tin đi, cái người bình thường mà phơi đi. Nếu mà có vấn đề gì là trong vòng 3 bữa là lụm liền. Nhưng mà anh là cái cơ thể anh em nghĩ là nó đặc biệt khác á, chứ còn người bình thường. Ừ, người bình thường tôi bảo đảm bệnh liền. Thì bởi vậy, gì bệnh gì da cái liền. Cái phương pháp này không áp dụng cho tất cả mọi người được. Ừ. Tức là cơ thể anh có một cái chế độ gì đó đặc biệt. Thì chứ sao? Tại vì những dị nhân á, ví dụ như nhiều người có điện thế trong người cao đi thì đụng vào điện đâu có bị giật. Rất là nhiều người lên trên những chương trình game show mình cũng thấy á, phát hiện những tài năng á
hoặc là những người móc cái vật nặng mà vào trong cái miếng mắt tóc càng đen là thấy chưa, 40 mấy tuổi mà cái tuổi mới có 30 mấy mà da đâu cái đầu nó chẳng nổn, nó mày thua tao phơi nắng. Anh còn năm nay là bao nhiêu tuổi? 40 mấy tuổi rồi. 40 mấy rồi. 43 mà không có tóc bạc nhiều, có một hay cộng, còn mấy thằng 30 mấy mà trắng nõn, nó không có phơi nắng á. Vậy là do người ta không phơi nắng. Ừ. Đúng không? Phơi nắng nó không có bạc đâu. Nếu vậy là theo lời khuyên của anh là những ai mà tóc bạc thì ra nằm phơi nắng. Ừ, không có sao đó. Rồi có một cái ngày nào đó anh cảm thấy mệt mệt trong người, anh làm biếng, anh không muốn ra phơi nắng như vậy không? Không phải phơi rồi, nó mai là mệt là càng phơi. Cũng phải ra đây mệt để phơi. Càng phơi nữa. Dạ. Yeah. Nó mới đẩy chất độc ra nè, đang đổ mồ hôi ra là hết bệnh rồi đó. Này, vậy đi sông hơi vậy. Ừ. Rồi giờ phê chưa? Phê. Em ngồi đây nói chuyện với bọn em được xíu không? Ngồi đây nói chuyện xíu hay nằm là tiếp. Khoái nữa. Khoái nằm. Anh có thể chia sẻ là cái ánh nắng mặt trời á, nó chiếu vô là anh hấp thu vô chỗ nào trong người của anh không? Thì tiếng tùng. Tiếng tùng ở chỗ nào anh? Tiếng tùng là đây nè. Nó điều hòa giấc ngủ. Em mới nghe từ đó lần đầu luôn á. Đó thì bởi vậy. Giữa thái dương của anh cò gọi là tiếng tùng. Ừ. Thì là anh chế ra đúng không? Ừ. Tiếng tùng là nó điều hòa giấc ngủ, tối ngủ đã lắm. Ai mà có buồn phiền hay gì là cứ phơi nắng là hết buồn liền. À. Nó giải quyết ngủ ngon lành. Ngoài cái việc mà anh Tùng anh cò mà phơi nắng giữa trưa như thế này thì ban đêm anh có luyện thêm một cái môn nào nữa không? Đêm không, nằm xuống ngủ à. Chỉ luyện với ánh nắng mặt trời thôi. Đó chưa luyện cho nó khó ngủ đó. Mình có vấn đề gì tiền bạc như nợ nần hay gì mình rầu mình trả không được, mình biết cách nào để trả là tôi nó ngủ không được. Bây giờ là cứ phơi nắng là coi ngủ hết. Mình lo cũng đâu giải quyết được gì. Cái chuyện buồn xảy ra gia đình ai không có chuyện buồn. Mà hãy dính vô cái chuyện buồn rồi là không mất ăn mất ngủ liền. Anh có chuyện buồn không? Thì lúc trước á thì phải có. Còn giờ sống mình giờ phơi cái này là hết buồn rồi. Hồi trước là anh gặp biến cố gì trong cuộc sống? Thì lúc trước thì mình tiền bạc đồ mình tài sản ông bà để lại nhiều lắm. Rồi mình chơi mình hết tiền mình buồn. Mình giờ tự nhiên nó trắng tay. Em nghe nói là anh bây có giờ vợ mà, hết buồn luôn đó. Giờ cũng là trắng tay nhưng mà không buồn nữa. Anh, em nghe nói là anh có vợ mà đúng không? Ừ. Rồi vợ anh đâu rồi? Thì bỏ rồi. À, do mày khổ quá vợ. Ừ. Bỏ. Lúc trước cũng buồn nhớ nó, mình cũng đâu ăn ngủ được. Bây giờ khỏe re luôn mình. Bây giờ bình thường đầu óc khỏe lắm. Rồi mình có con không? Có. Con lớn chưa anh? Lớn rồi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Lớp 10 rồi. Lớp 10 rồi. Nó có biết anh làm như thế này không? Biết. Ừ. Rồi nó có nói gì không? Kêu nó giọng hoài gì, tôi bắt nó phơi nắng nữa, với đá banh chạy cho giữ vô. Anh bắt không, con anh làm vậy luôn hả? Không cần phải mà đá giỏi, cứ dí với banh chạy vậy đó, càng nhiều càng tốt. À. Chạy cho thở mạnh nha, cái nhịp tim mình nó đạp mạnh thì tất nhiên cái tim mình nó mạnh, mạnh lắm. Vậy là hàng xóm là nói về anh là đúng, tức là ngày trước là anh có tài sản nhiều lắm, tức là anh là người giàu có. Ừ. Nhưng mà sau đó vì anh... Chơi quá. Ăn chơi quá hả? Ừ, thì lúc đó là mới buồn đó. Chưa có luyện tập cái là ngủ đâu được, ốm xuống dốc luôn. Là mày chơi cái gì anh? Thì cái gì chơi cờ bạc. Giờ có chơi nữa không? Không. Không đúng không? Giờ mần mướn có nhiêu ăn nhiêu à. Không đủ sống mà. Bốc vác phụ hồ đúng không? Với nở nhà mướn mình phải đóng thế, đóng tiền nhà rồi lo. Hồi trước khi tụi em gặp anh á thì thật sự á là khi người ta mô tả về anh á, tụi em nghĩ là anh là một người bị khùng. cái đó là nói thật, tức là không có ổn định về thần kinh thì mới làm như thế này, nhưng mà không. Khi gặp anh bây giờ thì thấy người anh không táo. Ổn định mà ra đây là lật lẹ lắm. Yeah. Anh có nghe ai nói anh là thần kinh không? Không ra đây không được đâu, thần kinh là cấm ra nắng. Càng tốt. Ở trong mát càng tốt. À. Nó đỡ giật chứ da lận hồi sản luôn à. Da hồi nhảy xong luôn à, đâu có biết gì nữa. Đúng rồi đó, cái thần kinh mình tốt mới ra đây được. Cái này là chứng minh là sức khỏe tôi tốt lắm mới nằm về được. Mà mấy anh có thấy là rõ ràng là ảnh biết rất là rõ về quá khứ luôn đúng không? Đâu đâu phải là một người mà bị sang chấn tâm lý xong rồi thành như thế này đâu, mà là ảnh biết rõ hết à. Mà anh còn có nghĩ là mình có bị duyên âm gì không? Không. À, chứ tại sao mà em cũng nghe cái nói là anh thích sưu tầm những cái vòng hoa của người chết anh đem về nhà anh. Cái đó mình muốn chơi thì dạng như người ta không có học, người ta sợ thì mình càng không sợ. Bởi vì đó tôi sanh, tôi đẻ, má tôi đẻ tôi là nhằm ngày 23 tháng chạp á, ngày đương táo về trời á. À. Tôi nghịch lắm. Nhưng mà anh cho em hỏi xíu. Không sợ. Ví dụ giờ mình ngộm là những cái trò chơi, trò vui thôi. Còn cái trò mà đem vòng qua về nhà đâu phải là cái trò chơi đâu anh. Nhưng mà... Đúng không nhận? Ừ. Về chơi tàn với bác. Có nghĩa là anh thích làm những cái gì mà người khác không làm. Ờ, là. Người ta không dám làm thì anh làm. Ừ. Rồi khi mà anh mang những cái vòng hoa đấy về nhà thì anh có gặp cái chuyện gì mà nó kỳ lạ không? Có. Chuyện gì? Có một lần ba con ma nữ nó đè với con ma nam. À. Mà cái sức tôi là mạnh lắm mà sao tôi nói mày, bữa nay mình sao nặng nề quá. À. Bữa nay sao mình mày kỳ quá, mới đi coi cái bà kia và nói tao tin kéo mày ra đường cho xe cán rồi.
mà đồ bông qua người ta đẹp mà vô mà lấy mà không xin ai hết. Rồi nó giấu chìa khóa luôn nữa, tôi chửi ông trùm mất chìa khóa xe gì đi bộ về luôn. Tôi đủ thừa mấy thằng kia nó giấu không à, tôi chửi rồi về bệnh luôn. Rồi bắt đầu đòi cúng 12 giấc cơm không, rồi thêm dĩa tâm trên này kia nữa, rồi phải cúng tiền bạc đâu đó, cúng cho đầy đủ rồi mới hết. Vậy là tới ba vong linh lần hả? Bốn luôn, ba nữ một nam. Bị tôi mạnh quá, tôi mạnh quá, bốn con nó phối hợp mới đè được. Tôi nó nặng lắm, phải dắt bao lúa đi không nổi mà. Thường thường dắt chạy không, hôm nay thì dắt không nổi. Rồi đi bộ đi cũng không nổi nữa, sao nặng lắm. Trời ơi, nó đau nhức cơ thể, không còn gì luôn. Rồi anh đi coi thầy hả? Mấy cái người mà người ta có người dựa á, người ta coi. Người ta nói là bỏ nghe chưa, không có làm nữa, đồ đẹp của người ta. Bông qua người ta đẹp mà vô lấy cướp không có xin ai hết. Vô rồi, là tôi cắt đại à. Rồi từ đó là anh có bỏ cái sở thích đi nhặt vòng qua đám tang về không? Cũng không sợ. Cũng còn lấy, ở giờ còn để nhà là bông thì tàn nhưng mà cái vòng qua nó còn. Mấy cái bây giờ ở nhà có khoảng bao nhiêu cái vòng hoa? Chắc cũng 4-5 cái gì. 4-5 cái. Mà có còn khăn trắng nào quấn vô thôi à. Nói chung cái gì trong đó là tôi lấy, tôi tận dụng, tôi xài hết à. Tôi làm xào phơi đồ cũng là bằng khăn tang đó luôn. Ôi ôi. Xài đồ trong nhà. Những cái ổ khóa xe cũng là lên giờ là cũng có cái dây trắng quấn vô chìa khóa nữa. Tại coi cái ổ khóa xe là cái khăn tang lấy luôn. Trong vòng qua, trong cái đồ tang. Cái khăn tang ra làm dây phơi. Cái ổ khóa vậy đang đó. Đang quấn cái ổ khóa luôn. Rồi những cái tràng hoa đó là anh nhặt ngoài cái nghĩa có, trang nghĩa địa hả? Có khi cột khăn trắng vô xe chạy chơi nữa. Nói chung chơi nổi vậy đó. Cho hỏi thăm một chút, lần có nghĩa là người ta vừa chôn xong là mình lấy hay là để lâu mình mới lấy? Chôn xong lấy à. Chôn xong cái là ghé lấy luôn. Những cái đồ mới. Có nghĩa là vừa mới chôn đám ma xong. Đây cho mọi người xem cái thực sự luôn nè. Đó, nhìn nha. Đó. Thì đây nè. Dây trắng luôn. Cái khăn tang á hả? Như anh Cò mới vừa nó chia sẻ không, đây là một cái á. Khăn tang anh xé ra ở nơi mà cái nghĩa trang người ta mới vừa chôn xong thì anh tận xé ra. Dây sai á. Treo vào cái móc khóa nè. Có khi nào lấy cái đấy làm quần áo mặc không? Không. Mà đều có thể đeo lên người với đồ cột trên xe là không sợ gì. Rồi có làm cái khăn lau mặt không? Không có. Nhưng mà làm cái xào phơi đồ ở nhà có. Xào phơi đồ ở nhà. Đúng mấy cái vòng qua đúng. Vòng qua nhiều khi cũng phơi đồ dẫn luôn cũng được nữa. Anh nói mình khá tò mò là anh lấy cái vòng qua anh phơi đồ cái vòng qua của người chết. Phơi luôn đem về xài tận dụng rồi đó, rồi mà để đồ mà người ta nói có thờ có thiên có kiêng có lành, anh không có kiêng cử gì hết không nha. Đã sanh ra ngày đó nghịch lắm, bà nội bà nói mày thua nữa không có ai dạy nổi đâu, thiệt là xin bó tay luôn. Là cái ngày đó ngày rồi thần thánh gì đâu, nghịch lắm không có sợ. Nhưng mà người ta nghịch á là thí dụ người ta quậy phá này kia thôi, còn anh này là anh nghịch với người âm, anh lấy á đồ của người phá âm về anh xài. Bây giờ cho em hỏi này, từ cái lúc mà anh lấy vòng hoa đấy về thì có khi nào mà ban đêm á anh gặp người âm người ta tới người ta đòi lại cái đó không? Không có. Không có hả? Người ta không đòi lại luôn. Chứ hồi mà ngủ ở trong kia là hồi còn ông trong cái nhà cũ có bị ma đè. Bị ma đè? Ma nữ đè hả? Không, nó cũng không biết bao nhiêu nhưng mà nó mình đang ngủ vậy cái nó thấy có cái bóng nó chụp vô cái là người mình bất động rồi. Một hồi mình tỉnh vậy mình mới biết mình la không được mà mình nó không có làm gì được. Cái độ ra ngoài sau cái tôi chơi dao, tôi dặn dưới một cái trên một cái, rồi mình đi tối ngày cũng bị mấy người chăn bò đậu lấy tôi chửi ông sùm. Nó có con dao để chống ma cũng lấy. Anh ngồi lên nói chuyện một xíu được không, anh nghỉ một xíu được không? Từ nãy giờ em chưa nhìn thấy anh ngồi. Nãy giờ thì anh Cò nằm cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Cái hình người luôn này. Thì mới đã. Không có nắng dữ tháng 2. Khi mà anh Cò đứng dậy thì các bạn nhìn thấy nguyên một cái cơ thể hình người in hẳn xuống một cái đường nhựa như thế này nè. Tất cả đó là những cái mồ hôi mà khi anh nằm cả tiếng đồng hồ á in xuống đây. Đây là cái hình của anh nè. Là đổ mồ hôi trên cả cái đầu luôn á. Cái đầu luôn. Một cái cơ thể rất là đặc biệt, có một cái công năng gì đó mình cũng không hiểu nổi. Gồng lớn ướm một xí cho em coi tí nè. Người xanh trắc ha. Lớn cỡ nó. Giống như một cái cơ thể của cái người chuyên luyện võ. Rất là săn chắc luôn. Trời ơi. Những cái mảnh vụn của những cái viên đá nhựa đường nó ghim hẳn vào lưng luôn. Đâm mới đã, bữa hổm nằm đó một hai đâm đã lắm. Nhưng mà hình như da của anh không có bị bỏng ha. Không. Tức là nằm lâu vậy mà không. Đây đã lắm. Cho em rò tay vào. Đâu anh xoay lưng lại coi. Quay lưng lại cho em rò. Xoay lưng lại coi. Đó, cả nhà xem nè. Mắt lạnh luôn nha. Mắt lạnh nó phóng chế mà. Nằm cả tiếng đồng hồ nhưng mà cái lưng nè không hề bỏng luôn. Trời, giờ vô đã. Rò là lấy ngắt luôn. Đã nó phóng chế. Không chế cần nóng. Ở mày nóng nhiều tao mát nhiều mà ra đây. Người bình thường không được.
đó vậy mới nhân tài được chứ. Là tôi đứng đó, ông đứng đi phỏng giò được, bỏ ra cái bỏ dép ra đứng đây, bỏ dép ra là phỏng luôn đó. Cái cơ thể của em đâu có giống như anh được. Ừ. Bỏ dép ra là hồi phỏng luôn, không chịu nổi. Cái này anh có muốn xác lập một cái kỷ lục gì không? Thì cũng phải kiếm một cái người nào mà lực dữ để cho người ta đấm chơi. Có lẽ là bây giờ anh có một cái thử thách nữa là kiếm một người nào đó cũng như là võ sư có thể đến đây để mà 10 cái chơi đánh vô người anh, 10 cái đi về tiếp cũng như chịu nổi rồi 20 chứ không có lên từ 10 lên 11 đúng không? 10 được là tôi chơi 20 chứ không có nói 10 và 11, hiểu không? Tôi chịu nổi 10 cái võ sư đánh rồi bắt đầu 20 lên 50 chứ không có 20 mà lên cấp độ dần dần tăng level chơi vậy đó. Mày phải võ sư chứ mà người bình thường là thua rồi. Người bình thường không chơi vậy. Người bình thường là giờ là không có vô nổi tôi đâu. Đã dám cho lấy gạch đánh mà người bình thường quýnh nhìn sưng tay là hết. Thì chính bản thân em đó. Đã sưng thiệt mà. Người anh là đánh chỏ luôn đó chưa? Đánh bằng đó, chỏ đó võ sư chịu nổi bằng cái chỏ đâu. Không sao qua cái cú chỏ của anh này. Anh này là cái xương chỏ anh cứng cũng cỡ. Nếu mà bèo bèo cũng phải cỡ cú đấm võ sư chứ sao thua. Đúng không? Cái cú chỏ này bằng 10 cái lần đấm của người bình thường. Tụi em có một người tập võ là anh Hoàng. Bây giờ cho anh Hoàng thử với anh nha. Ừ. Đó. Rồi bây giờ thì có lẽ là mấy ngày vừa qua các bạn cũng đã xem về một cái cơ thể rất là đặc biệt của anh cò, cũng như là các vật cũng như là không có thể xâm nhập được cái cơ thể của anh. Thì cũng như là đá, thậm chí là búa đập vào vai, vào người của anh nhưng mà không có suy nhê gì hết. Thì hôm nay mình đến đây cũng như là tận mắt chứng kiến cũng như là sẽ thử cái độ sức mạnh của anh cò như thế nào. Bây giờ trước tiên thì mình có thể đấm vào đâu ở cơ thể của anh? Này, xương. Này, quýnh, đây, anh không có đào tay chứ quýnh xương anh tiêu á. À, chỉ cái vai ra thôi. Ừ. Còn ngoài chỗ cái vai này anh có thể là cho đánh ở nơi nào nữa không? Ngực kìa, ít thôi. Ngực? Ừ. Như chấn thủy được một cái. Ừ. Chấn thủy là điểm yếu nhất con. Đó anh cũng biết rồi đó, chấn thủy là điểm yếu nhất nhưng mình dám cho đó một cái á. Rồi có thể là ở vai này có thể mình đá được không? Đá thì sợ không ngay được, nhưng mà đá phải ngay sợ vô mặt được. Không, em đá là ngay. Được. Ok. Đó, bây giờ thì các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ thử đấm vào cái vai của anh cò nha. Thì đây là một cơ thể rất là đặc biệt của anh cò, có một cái công năng rất đặc biệt, mình cũng khuyên mọi người đừng nên thử nha. Không có vô nổi, quýnh chứ nó dội vô không à. Mình nên ba cái nhìn cò. Vô, trời ơi, nhẹ hơn anh Phú nhiều. Đúng rồi. Vậy là chết rồi. Anh Phú 10, anh có 5 hả? Có nghĩa là không xin gì? Hình như là... trăm cái luôn luôn anh Phú, mình vô biết. Để mình sẽ diễn tả cái cú đánh của mình. Thật ra nó cũng rất là mạnh nhưng mà không hiểu sao á. Đánh vào đó là rồi tự nhiên nó... dội ra. Nó sẽ dội ra. Nó không giống bình thường mà khi mình đấm vào cái bao cát. Thì bởi vậy. Bây giờ em sẽ thử đá vào nha. Tắp tù hồ vô. Mạnh lên. Bảy cái nữa coi. Ba cái. Vô. Nghe không? Nghe chắc chắc không? Đọc chân à. Rồi. À, võ sư Tây Ninh đã sụm rồi, quýnh vô vậy rồi. Cái độ đi cho anh lật đó. Đi ngon lật. Anh cho cái cảm nghĩ của anh rồi anh Hoàng. Chắc liền. Thật sự là chắc không phải chắc chúa luôn á. Mình là cỡ gần dựng clip hay thế nào. Cơ thể của anh cò rất là đặc biệt. Rắn. Đã quá. Quýnh vậy tôi mới đã đó thiệt. Khỏi. Không ăn nhầm đâu các bạn. Rắn đúng không? Cơ thể rắn như đá. Rất bây giờ để em thử cho anh lại vài cái nữa. Dạ dạ. Và thưa quý cô chú anh chị, thì mình cũng đã từng thử đấm anh cò, cắm vỏ rất nhiều lần. Nhưng mà cái người mà anh cò ưng ý nhất là mình. Nhưng mà thực sự ra là nó sưng cái tay ngày qua nó còn sưng, mà bây giờ đấm nữa là nó sẽ sưng tiếp. Ừ. Nhưng mà đá. Bây giờ chỗ đi. Bây giờ em đấm trước đi. Đấm đà tay á. Chỏ nó thì dữ để, hơn. Thì để em đấm trước đi. Một cái chỏ là nó bằng 10 cái đấm á. Tôi chịu tôi biết mà. Đúng là tự động nó dội ra mà thấy không? Đổi bên anh muốn đổi bên cái vai bên kia đi. Tay. Chỗ đâu? Nó tưng ra không à, nó ngộ lắm. Nó sưng luôn. Nó sưng cái tay. Anh đổi vào cái vai bên đây đi. Đã lắm. Nè quýnh nè, cho em chỏ đã lắm. Các bạn xem nè. Đã không? Là tôi học xuống cho nó xuống nó có lực của ông. Nếu mà cơ thể của một người bình thường khi bạn cắm chỏ vào có thể là nó bị sụi luôn. Nó không vô được, nó dội ra không. Đã, tư nó tưng lên không à, nó rất là cứng. Đấy nè, cái tay em giờ nó bắt đầu nó sưng rồi nè. Ừ. Nè.
Không, hồi nãy ông đá đã thiệt. Xong giờ nó sưng lên luôn. Mấy chục ký á, cái lực tôi biết mà. Không, cái lực đá của anh Hoàng mấy chục ký đâu. Đúng rồi, nghe. Đúng rồi, đá vào bầu cát chắc luôn. Thì cái chân của anh Hoàng á, là cái lực đó nó đá nó sẽ mạnh được cái tay, nhưng mà anh đá xong anh đôi cái giò anh rồi. Nói chung là giờ vô phương tay chân là vô phương nha này. Thì người khác mình còn kiếm chính người anh khác là thử bằng búa luôn nữa. Mà kiếm nó búa mà đập hết lực luôn á. Mà nó dành dội ra cái cảm giác như là như vô cái bao cát rồi đó. Kì rồi thì các bạn ở trên mạng cũng thấy á, anh Phú đã dùng búa. Thì anh Phú dùng búa đánh vào cái này. Thì các bạn biết cái búa mà 2-3 kg đánh vào cái vai này á, nó không có xi nhê hết trơn á, thì cái chân với lại cái tay mình đánh vào thì đâu ăn nhầm gì. Lần đầu tiên nhìn thấy một cái chuyện kỳ lạ như này luôn. Thì thời gian sắp tới thì anh Cò có tính là luyện tập nâng cao cái level mình lên nữa không? Nữa. Thì anh có thể chia sẻ là cho các bạn biết là kiếm võ sĩ Quyền Anh chú Quýnh mới được. Chứ mà võ như Taekwondo là nó không có chiên. Quyền Anh cái chiên cái tay của nó cho lọt găng luôn. Không cần găng. Vô đây. 10 cái 20 cái vô đây. Quyền Anh mà tướng cao 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 cũng được đó. Mấy tám cũng được Việt Nam. Bây giờ mình phải lên cái level thách đấu với võ sư. Thái qua đây, Thái Lan qua đây. Thái Lan mà Thái Lan luôn. 60-70 kg hơn em chục cũng được. Thái Lan boxing luôn. Ừ, vô đây đánh tay cầm. Tôi chịu vô xương quấn đụng. Mời mấy anh Thái Lan qua đây giọng cho biết. Mà em hỏi anh này nha, hỏi anh ngại anh không có trả lời nha. Anh ngại thì anh không trả lời. Tức là ai á, một người nào á, dù cho có năng lực đặc biệt nhưng mà chắc chắn là sức khỏe tới đâu cũng có cái điểm yếu. Anh có ngại chia sẻ điểm yếu trên người anh không? Anh có điểm yếu không? Yếu thì nhiều khi xuống nước đồ lâu không được. Xuống nước như giờ muốn mà đã lội đây qua sông cái bển rồi. Là muốn lội tay không đây qua bển thì có thể là phải uống một cái viên nó chống dập bẻ thì được. Chứ không cho chống uống dập bẻ không được. Tức là thích nắng, ngại nước, ngại mưa. Nhưng mà có thể lội đây qua sông bển được đó. Mà phải uống một cái viên sữa bọt Petroca chẳng hạn. Với hoặc lon bỏ hút rồi cho nó vô, nó có tăng cường vitamin C để nó chống dập bẻ. Còn không cho dùng mấy cái chất đó thì chắc không được. Yeah. Cứng cơ xuống là nó có thể chết. Còn cơ thể của anh là có điểm yếu không? Thì yếu thì lạnh đó. Mấy cái cuối năm chịu mỏi, cuối năm mùa Noel là bó tay. Yeah. Không có thấy mặt, bụi nó nói giòn cò tiêu rồi. Bị lạnh. Có nghĩa là lạnh lạnh không ra được luôn. Không chịu nổi không khí lúc đó là nó không có nắng luôn. Cuối năm là mùa đông đó, nói chung nguyên cái đã nói mùa thì nó phải mấy tháng. Yeah. Mùa đông. Mùa này thì ok rồi. Ví dụ nhiệt độ là vô máy lạnh giờ chịu không nổi mà. Có giờ đang lạnh gì không? Trời lạnh lạnh sẽ không ra được. Giờ rồi. Vô máy lạnh nhốt bảo đảm chiều là nhập viện. Nói đẳng vậy đi. Không chịu nổi, hôm qua đi với bạn đi xe hơi về ối liền, say sóng luôn, say xe luôn. Tiêu luôn, nó vũ ăn gì cũng không ăn nổi hết á, giờ nó bắt đi mặt quá nữa. Mình thường là mình làm cái nghề gì là chính nhỉ? Đủ hết á. Tôi tùm lum mình giao đồ cho thằng bạn nữa, bị nó cho thuê đồ á. Rồi về mình giặt rồi cho nó. Nữa. À. Giặt rồi đi giao, nó kêu đi xuống Long An lấy thì lấy, còn đi giao Long An là giao. Mới giao mặt quá là tối nè. Là lao động tay chân ha. Ừ, giặt đồ. Cụ hồ nè, bốc vác nè. Ừ, có khi nó kêu qua rồi đi. Đi lấy giao đồ. Ừ. Thì hôm qua mới đi lấy đồ với nó rồi mình đi bằng xe du lịch đó mới ối đó. Cho em hỏi thăm một chút là nhà anh gần đây không? Dạ. Anh có thể dẫn bọn em về nhà thăm nhà được không? Được. À, mình cũng khá là tò mò về cái vấn đề là anh lấy những cái vòng hoa của anh đi anh về. Rồi anh dùng những cái vòng hoa đấy để làm những cái chuyện mà trong gia đình, sinh hoạt trong gia đình. Cho nên là cũng khá là tò mò, cho nên là muốn ghé về nhà anh cố. Cái này là cái tang á. Trong cái tang về. Dòng thăng tang ha. Là anh đem về anh làm gì phá vậy đó hả? Với xào phi đồ nè, nó vừa cái xài xào phi đồ nè. Cái này là giống như cái thách nơ ở trên vòng hoa. Ừ. Thì nó chơi vậy không à. Vậy là hiện tại bây giờ trong nhà anh đang còn là 4-5 cái vòng hoa nữa. Ừ mà còn bông thì bông thì không có mà còn tượng trưng cái vòng hoa thôi. Cái khung đúng không? Cái khung với giấy trắng tại còn quán trống á. Thực sự thì nghe anh Cò nói diễn tả mình nghe những cái tràng hoa, những cái khăn tang mà anh Cò đem về nhà mình cũng rất là tò mò. Bây giờ xin mời cả nhà cùng theo chân của anh Cò đến nhà để mà chúng ta tìm hiểu cái ngôi nhà bên trong của anh Cò rất là đặc biệt như thế nào. Nãy giờ thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã xem anh Cò, một người có khả năng, một cái công năng rất là đặc biệt. Khi mà anh cho rằng tất cả bất khả xâm nhập, kể cả búa, rồi tay, chân, đá vào người của anh không có xi nhê gì hết. Nơi này là một cái nơi mà anh Cò thường xuyên đến đây để mà luyện tập đá mi nè, lõm chõm. Và ở đây đó là một cây cầu. Cây cầu này là người ta xây, đến đây là một cái đường cùng rồi, người ta chưa tiếp tục xây. Thì đây cũng là một cái nơi
anh cò dùng để làm một cái nơi để mà anh luyện tập một cái môn phái rất là kỳ lạ. Thì bây giờ mình sẽ lại cái ngôi nhà của anh cò để xem bên trong như thế nào. Mình nghe ảnh nhặt rất là nhiều tràng hoa rồi khăn tang về nhà treo lủng lẳng trong nhà, rất là ghê. Xin mời cả nhà.